Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất và cũng liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, Tin Mới xin truyền đến quý vị khán giả những thông tin về mực nước hồ chứa, đập Tam Hiệp vượt ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó là ý kiến của chuyên gia về vấn đề liên quan đến thủy điện Trung Quốc thông báo xả lũ xuống sông Hồng. Trước khi đến với những nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Mực nước hồ chứa Tam Hiệp vượt 20m so với giới hạn an toàn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đích thân thăm hỏi người dân vùng lũ. Trung Quốc nỗ lực kiểm soát lũ và cứu trợ thiên tai. Thủy điện Trung Quốc xả lũ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu Trung Quốc công bố vào hôm thứ Sáu cho thấy, mực nước ở đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử tiến gần đến mức tối đa. Sau khi những trận mưa lớn làm cho dòng chảy của dòng sông này tăng lên mức cao kỷ lục, hãng Reuters dẫn thông tin cho hay, vào sáng hôm thứ Sáu, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 165,6m, tăng hơn 2m so với hôm thứ Năm vừa qua và vượt 20m so với mức cảnh báo an toàn. Theo thiết kế, mực nước tối đa của hồ chứa đập Tam Hiệp là 175m. Vào hôm thứ Năm, các nhà chức trách đã tăng tốc độ xả nước lên mức kỷ lục 48.800 m³/giây để cố gắng hạ thấp mực nước và có thể phải tăng lượng xả một lần nữa để tránh khả năng gây ra một đợt nước tràn bờ nguy hiểm. Giáo sư của Đại học bang Oregon, người nghiên cứu dự án đập Tam Hiệp khẳng định Trung Quốc sẽ làm mọi cách để ngăn chặn khả năng nước tràn khỏi đập. Nước tràn đập là tình huống tồi tệ nhất vì nó gây ra thiệt hại đáng kể và có thể dẫn đến vỡ đập. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang đã cao gấp đôi so với mức trung bình theo mùa năm nay. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, các đập thủy điện lớn của Trung Quốc đã tích trữ hơn 100 tỷ mét khối nước lũ trong năm nay và bảo vệ cuộc sống của hơn 18,5 triệu người dân. Riêng dự án đập Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp còn hạn chế và nó thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong thời gian dài. Lũ lụt đã làm ảnh hưởng tới hơn 260.000 người ở Trùng Khánh và khiến cho hơn 20.000 cửa hàng bị ngập trong nước. Theo Tân Hoa Xã, hôm thứ Năm, mực nước của sông Trường Giang ở đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc đã dâng cao kỷ lục, đặt ra mối đe dọa chưa từng có cho thành phố này. Cụ thể, mực nước đo được tại trạm thủy văn Thống Thang ở Trùng Khánh đã đạt 191,55m vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm thứ Năm. Mực nước này cao hơn 0,14m so với mức kỷ lục vào năm 1981 và đang tiếp tục tăng lên. Trước đó, thành phố Trùng Khánh đã nâng mức phản ứng nhằm kiểm soát lũ lụt lên cấp 1, tức là cấp cao nhất vào hôm thứ Ba. Trùng Khánh nằm tại vị trí hợp lưu của Trường Giang và nhánh sông Gia Lăng. Một quan chức tại Cục Quản lý Khẩn cấp Trùng Khánh cho biết, trận lũ hiện tại là do sự kết hợp của trận lũ số 2 trên sông Gia Lăng và trận lũ số 4 trên sông Trường Giang. Ngoài ra, Trùng Khánh được biết là nơi thành phố núi do địa hình đa số là đồi núi và địa hình đặc biệt này cũng là nguyên nhân khiến Trùng Khánh thường xuyên bị ngập lụt. Nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng như đường Nam Tân, khu cảng Triều Thiên Môn và cổ trấn Từ Khí Khẩu đều bị ảnh hưởng nặng nề. Vào 8 giờ ngày thứ Năm, mực nước đo được tại trạm thủy văn Triền Thiên Môn trên sông Trường Giang 193m, vượt mức an toàn 8,14m. Trước tình hình đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đích thân đến thăm ngôi làng sông Bá, Thủ tướng nhấn mạnh. Mọi người cần tay trong tay chiến đấu với thảm họa này, không có thương vong sẽ là chiến thắng lớn nhất của chúng ta. Tính đến sáng thứ Năm, lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 2,45 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 354 triệu đô la Mỹ. Hơn 250.000 dân tại Trùng Khánh đã được sơ tán tới nơi an toàn. Sau 2 ngày mưa lớn liên tục, nước lũ tại tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu rút và chính quyền tại địa phương này đang đẩy mạnh nỗ lực giúp cho người dân tiếp tục công việc và cuộc sống. Theo thông tin từ hãng Reuters, thì tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, mưa liên tục khiến mực nước 22 con sông lớn và 33 sông nhánh vừa cảnh báo. Nước sông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực trong các thành phố Thành Đô, Lạc Sơn, Nhà An, Nghi Tân. Mưa suốt 2 ngày qua ở lưu vực Tứ Xuyên đã ngừng. Nước lũ bắt đầu rút, 8 con phố ở Lạc Sơn bị ngập nặng,
Ban Quản lý Đô thị và Vệ sinh Môi trường Lạc Sơn đang tiến hành nạo vét và thoát nước. Hơn 1.800 đảng viên ở Lạc Sơn đã tham gia cứu trợ thị trấn Thảo Bá, khu vực nằm ở hạ lưu sông Thanh Y thuộc thành phố Nhà An. Hàng trăm nhân viên vệ sinh môi trường và người dân ở khu cảng Triều Thiên Môn, Trùng Khánh đã nỗ lực chống lũ. Yun Biang, Phó Ban Quản lý phố Triều Thiên Môn cho biết, công việc chính của chúng tôi hiện nay là tăng cường kiểm tra tuần tra các điểm báo động khẩn cấp, đồng thời đảm bảo di rời các tài sản trong cửa hàng bị ảnh hưởng, cũng như sơ tán người dân khu vực bị ngập lụt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc MEM cho hay, chính quyền đã dành ngân sách khoảng 460 triệu tệ, tức 66,7 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ kiểm soát lũ và cứu trợ thiên tai ở 4 khu vực cấp tỉnh. Bộ này cũng cử nhóm 500 chuyên gia cứu trợ thiên tai tới Tứ Xuyên để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ và cứu trợ khẩn cấp tại địa phương. Liên quan đến thông tin Hồ Thủy Điện, Mã Đồ Sơn, Trung Quốc thông báo xả lũ xuống sông Hồng từ 9 giờ cho đến 17 giờ hôm thứ Năm do không nhận được số liệu cụ thể về đợt xả lũ này. Do vậy, nhiều người lo ngại rằng nước trên sông Hồng và sông Thao sẽ lên nhanh kỷ lục và có thể gây lũ cực đoan cho các tỉnh ở lưu vực sông Hồng. Và theo nhận định từ phía chuyên gia, với dung tích là 550 triệu mét khối nước thì việc xả lũ này không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Theo báo điện tử Xinhua, đánh giá về nguy cơ ảnh hưởng từ đợt xả lũ này, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, hồ này có dung tích chứa 550 triệu mét khối nước, công suất chỉ đạt 300 MW. Do đó, lượng nước đổ về Việt Nam không quá lớn và khả năng ảnh hưởng cũng không nhiều. Ông cho biết, so với đợt xả lũ ở Thủy điện Hòa Bình năm 2017, tức là hơn 1 tỷ mét khối, thì lượng nước xả từ thủy điện ở Trung Quốc không đáng kể. Vào chiều hôm thứ Năm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Thao. Do mưa lớn từ nay cho đến thứ Bảy, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu ở lưu vực sông Hồng, Thái Bình sẽ lên trở lại và xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên 1-3 mét. Trong đợt lũ này, thì đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức báo động 3. Còn sông Lô và thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ trên mức báo động 1 và báo động 2. Chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ trong những ngày tới. Kính thưa quý vị và các bạn, tối qua, hai trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, một khu vực thường phải hứng chịu các trận động đất nhẹ. Theo giới chức địa phương, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở huyện Trường Ninh vào lúc 22 giờ 55 phút ngày hôm qua với tâm chấn ở độ sâu 16 km. Ngay sau đó, những dư chấn xảy ra liên tiếp. Hiện các nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành. Hơn 300 lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, khẩn trương đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những người còn đang mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ cũng gửi 5.000 lều bạt và các vật dụng cần thiết khác. Động đất thường xuyên xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất mạnh 8 độ Richter vào năm 2008 ở đây đã làm 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Và tối nay tại Nghi Tân, Tứ Xuyên, Trung Quốc lại tiếp tục xảy ra vụ động đất mạnh 5,4 độ. Ít nhất 16 người đã bị thương trong một trận động đất mạnh 5,4 độ, làm rung chuyển quận Củng, thành phố Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lúc 22 giờ 29 phút tối nay theo giờ địa phương, hiện các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Giới chức địa phương cho biết một số ngôi nhà tại khu vực xảy ra động đất đã bị sập, trong khi một số tuyến đường cũng bị hư hại, hãng Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin. Hiện tình hình thời tiết xấu và các quan chức địa phương đang cố gắng đánh giá toàn bộ hậu quả của trận động đất này. Hồi đầu tuần, cũng tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, một trận động đất mạnh kéo theo nhiều cơn dư chấn cũng đã xảy ra, khiến nhiều người thương vong và gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Thưa quý vị, báo chí Trung Quốc đưa tin, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã gây rung lắc mạnh tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 4 người đã bị thương và 21 ngôi nhà bị hư hại do động đất. Theo Xinhua, trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra vào lúc 10 giờ 31 phút sáng ngày 8 tháng 9 giờ địa phương tại huyện Mongjan Hani, tỉnh Vân Nam. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, tâm chấn của động đất ở độ sâu 11 km. Cơ quan địa chất tỉnh cho hay sự rung lắc có thể được cảm nhận tại 15 thị trấn thuộc huyện Mongjan cũng như tại Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam. Cơn địa chấn đã gây rung lắc mạnh khiến nhà cửa lắc lư và người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà.
cư dân sống tại các tòa nhà cao tầng tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cách Mojang khoảng 270 km cũng cảm nhận được sự rung lắc. Xinhua dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay động đất đã khiến 4 người bị thương nhẹ và làm hư hại 21 ngôi nhà tính tới chiều nay. Giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện diễn ra bình thường tại hầu hết các khu vực của Thông Quan, thị trấn nằm gần tâm chấn nhất. Các nhân viên cứu hộ tại Thông Quan cho hay con số thương vong được dự đoán sẽ không cao vì hầu hết người dân đi làm ngoài đồng vào thời điểm động đất xảy ra. Hơn 100 người từ cơ quan nguồn lực và đất đai địa phương, cảnh sát, cơ quan dân sự đã được điều động tới hiện trường để đánh giá tình hình và tiến hành các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ. Đây là lần thứ 3 khu vực Tây Nam Trung Quốc hứng chịu các trận động đất một tháng qua. Hôm thứ Năm, 24 người đã bị thương khi một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại huyện Chong Hai, phía bắc thành phố Ngọc Khê, Vân Nam. Chỉ một ngày trước đó, một trận động đất nhẹ hơn cũng xảy ra tại cùng khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!